Nhưng mà phải thắng trong trận này. Đây là AC Milan là những game thủ U98. Văn Đường là người được cầm Per. Trong khi đó thì phía bên kia KVN là người cầm Summer. Egypt trong tay của game thủ Hoàng Công Nghiệp. Màn hình máy tới được game thủ Văn Đường cầm Per Sian. Và đây là quả đầu dành cho em. Thích nghe nhất chữ quýt nói lại đi mình là nơi. Thôi nói chung là tí nữa chúng có điều kiện thì mới nói chứ anh em. Đánh thế này thì like với xe làm sao, anh cứ like xe đi thì 98 nó mới đánh khỏe hơn được. Phải không ạ? Like xe mạnh mẽ lên và tặng sao liên tục đi nào. Em thấy 1.000 người xem mà không thấy ai tặng sao gì cả. Trở lại với máy Persian tới được game thủ Văn Đường 1-7 hiệu 7. Ây da, như vậy là cũng 7 lùa 1-7 hiệu 7 bằng 2 con nông dân tới từ game thủ Văn Hưởng. Ra gì đấy chứ, một đội sóc dân không đều. Mấy chiêu trò này là do thằng Sẻ nó nghĩ ra đấy. Những trò đồ hiêu bằng hai dân, những trò mà đưa đá một hai con hiêu về trước để có thể ép đời, để có thể sóc dân đều và ép đời hai sớm thì đều là do thằng Sẻ nghĩ ra cả. Và đã được áp dụng khá là nhuần nhuyễn bởi các game thủ khác. Còn những trò một voi một câu chết hai ba dân thì thường là do đâu một nghĩ ra. Nợ một biểu diễn rất nhiều và được các game thủ chúng ta áp dụng lắm lúc là cũng rất thành thục. Sau đấy là những bài sau đấy nữa, khi trò đế chế này chúng ta phát triển hiện đại thì những bài cổ truyền của 98 lại được tái hiện. Đấy, tôi biết ngay mà. Vừa nói xong, Văn Hưởng cũng đang thừa kế rất nhiều những tinh túy của hai là anh đi trước, đó là Nợ một và U98 và game thủ Chim Sẻ. Câu voi chết dân thì đó là hình ảnh của nó một, còn lùa hiêu bằng hai dân thì là hình ảnh của Sẻ. Còn bây giờ nếu như là Persian 13 kích thì đó là hình ảnh của U98. Nhưng tôi nghĩ rằng là bài Persian này rất khó để có thể 13 kích đời được. Bài này mà 13 kích đời được chắc là tôi phải gọi anh một chữ thánh. 22 dân. Đây là con voi đầu tiên về, 729. Đối với Persian thì ép đầu 9 đó là chuyện không khó. Cami với Hải Mario đập một chia đôi thì ngon hàng là sao? Một béo một gầy nhìn buồn cười. Thực ra là em không phải béo lắm, béo mặt thôi, em đang cố gắng để giảm béo mặt đây. Ký hợp đồng mà không được tặng sao, thế mới gọi là U98 nhá anh em. Đấy mới gọi là phong cách. Chỉ có 98 mới là người ký hợp đồng mà không tặng sao thôi. Nhờ, quên mất. Tôi đã bảo U98 rồi. Dùng chung thẻ với anh, khổ lắm, chia có 10% hoa hồng thôi mà nó nhất quyết tôi không chịu. Cạn lời, đại gia mà lom rom sân si. Tiền thì tính bằng quyển. Mà không chia được cho thằng anh tí nào. Thắng gì nào? Quay trở lại với máy của game thủ Văn Hưởng chuẩn bị lên đây xong. Vậy là đây là chiếc BL thì nó Hưởng. BM BL đang thiết kế một cách gấp rút cho cậu Hưởng trong trận này. Cậu Hưởng phát hiện ra một bài quả ít đời 10-15 với 23-1 dân pơ. Nhưng mà lại không sớm lắm. Oh,
Cơn gió bắt đầu di chuyển đây, game thủ Văn Hưởng hãy cùng chờ xem ở cánh phía này thì Hưởng sẽ chơi cái bài. Nói chung là thực ra bài này đẹp thì cũng không hẳn là đẹp lắm đâu mọi người, bởi vì hai con voi tương đối xa. Nếu như mà Hưởng đánh tốt hơn, cầu voi không lỗi thì đây sẽ là một bài chính kích của lực khỏe nhiều. Nhưng thôi. Lên đời xong dành cho cậu, dành cho game thủ Kim Winner. Hai lời đều trong turn đầu tiên. Thằng tiên báo về là Summer chém và Egypt sẽ người đến cung. Thằng tiên báo về từ game thủ 98 là Egypt bài rất xấu, tạt luôn được. Trong gió tạt lạc đà ra là ổn đấy mà. Một bầy hiêu nữa dành cho cậu Hưởng. Tất nhiên rằng đối với Persian thì phải ăn hiêu rồi, không lại đi ăn, không ai đi ăn quả hay cái gì cả. Nếu như có hiêu thì sẽ ăn hiêu trước. Làm được 4 dần của người cầm Sumerian trước đã, tính xong. Ta. Vào đi. Chưa bao mấy gì cả tới game thủ Hoàng Công Nghiệp không, nhưng mà là anh bầu nhỏ. Không sao cả. Tạt như thế này cũng sẽ khiến cho Hoàng Công Nghiệp cực kỳ yếu lực. Cực kỳ yếu lực thôi. Hoàng Công Nghiệp bắt đầu chạy dân bay gỗ. Mình chơi luôn với những con cung R. Tân cung R đầu tiên của Egypt, mặc dù là trông máu hơn nhưng nó R thì nó vẫn cứ là R, nó vẫn cứ sợ lạc đà. Lạc đà cộng chém là cung R sẽ được cộng đến 4 đa. Rất khỏe. Vậy em ơi, không nhưng mà lại không có gỗ. Rồi như vậy là Hoàng Nghiệp bắt đầu chạy hết dần. Xích cổ. Một tuần móc cổ tới từ game thủ Văn Hưởng. Anh Hoàng Công Nghiệp chết cực kỳ nhiều dân trong trận đấu này. Có cả máy gỗ của Kim Winner bên cạnh nhá. Đấy, thấy chưa? Rồi, trong khi đó màn hình máy U98 tham lai là 45. Còn trận đấu này thì cửa thắng dành cho chúng ta là rất cao rồi. Thì một quân đẹp hơn nhiều. Có lẽ rằng sẽ là một chiến thắng dành cho team GTV ở trong trận đấu đầu tiên của C2. Vâng, bắn nốt bãi vàng của Sumerian. Sumerian không đang được đàn nữa thắng. Vậy em, lười vẽ thế. Như vậy là một tên chạy vòng tròn nữa game thủ Kim Winner. Tôi lại cứ tưởng Kim Winner chạy qua cái con đê kia cơ. Đang định nhắc 98 vậy. Thôi, thắng rồi. Tỷ số sẽ được ấn định là 1-0 dành cho team GTV ở trong trận đấu thứ hai. Đội bạn vẫn chưa quýt. Như vậy là Hoàng Công Nghiệp quýt rồi. 1-0 trong C2 dành cho team GTV của chúng ta. Kim Winner đang có một trận đấu mà lên đời. Ơ, nó lên muộn đúng không? 1-0 trong trận đấu thứ hai dành cho team GTV. Các bạn hãy cùng nghỉ ngơi giây lát trước khi đến với trận đấu thứ hai của trận đấu này.